Buồn vui đời lính, quyển thứ hai, tập thứ tư. Không phải một cuộc di chuyển thường, mà chính một cuộc thi di chuyển thần tốc trên đoạn đường dài hàng 10 cây số hướng về bang Mây thuộc. 2 giờ sau, tất cả đã tề tụ tại căn cứ, bày vở chiến thuật y như lúc còn căn cứ sình lầy, chỉ khác hơn đây là căn cứ núi. Vì đã từng leo những quả núi trên 2.000 thước ở công tâm Benhead, Mangbuk, Dato, Playmare, nên đối với Linh, căn cứ này quả thật là khỏe cho chàng, dù rất cực nhọc, nhất là những bài tụt núi dốc đứng thẳng trên 30 thước. Sau 10 ngày ở căn cứ núi, các khóa sinh di chuyển qua núi Chu Dung đến căn cứ rừng, nơi đây học tất cả mọi chiến thuật tác chiến trong rừng và giai đoạn chót của khóa học, kỷ luật bớt gắt gao hơn khi mới vào trường. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, 42 ngày gian lao cực khổ trong lò luyện thép đã qua nhanh chóng. Bận về từ căn cứ rừng, Linh tạt qua nhà thuốc Tây cân thử. Lúc mới đến, 9 cân này đã xoay số 78 kg. Bây giờ 9 cân này chỉ nằm ì tại con số 60, không lên xuống nữa. Linh khẽ thở dài, mặt mày hốc hác, da mặt đen sạm, bụng thoát sâu vào như thiếu phụ vừa sinh con xong. Chàng huýt sáo thấy trong người khỏe khoắn nhẹ nhàng như bay bổng. Mãn khóa Linh đổ hạng 6 trong số trên 200 khóa sinh, vị sĩ quan kỷ luật lại mừng chàng, được công điện nói bộ tư lệnh rất hài lòng về thành quả chàng thu lượm được, và khen chàng có co rất đẹp. Linh mỉm cười cảm ơn, không quên nói đùa một câu chết người. Ha, ấy, được như thế cũng nhờ thiếu quý đấy, nếu tôi còn 50 kg chắc sẽ đổ hạng 5 chẳng sai. Thiếu quý cười méo xẹo cái mặt. Linh hối hận thầm trách mình sao quá ích kỷ nhỏ nhen, kém đậu lượng, bèn vỗ vai anh nói. Bây giờ mãn khóa, tôi mời bạn ra quán cô Hoa dùng với tôi ít tô phở tái nạm gầu giòn nha. Thiếu quý hân hoan, mặt tươi tỉnh lên ngay, không vì bắt phở mà mừng, vì có người hiểu mình, thông cảm nhiệm vụ khó khăn của mình và sẵn lòng quên hết mọi chuyện cũ trong khóa. Quán chật nức người, thấy Linh vào hàng lũi trốn mất dạng khi nhớ câu bảo tắm rửa sạch sẽ lúc Linh vừa rời căn cứ sình lầy. Ngoài quán, nữ ca sĩ Kim Phi đi ngang qua lại trước quán mấy bận, không biết có chuyện gì, muốn tìm ai, có vẻ sốt ruột lắm. Thấy thương hại Linh, niềm nở chạy ra mời vào dùng điểm tâm cho vui, cô ta mừng ra mặt lý nhí. Chắc đại quý còn giận tôi lắm và ghét tôi lắm thì phải. Tôi bậy quá, nóng nảy, bữa hôm thấy đại quý bị phạt mà dứt từng đoạn ruột gan. Linh mỉm cười dễ dãi nói, coi chừng có người nghe mà cô bị mang tiếng. Kim Phi cãi ngay, tôi không cần, nếu tôi bị mang tiếng tôi đã không làm nghề ca sĩ này để kiếm tiền nuôi sống mẹ và tôi. Linh gật gù, cô càng đảm lắm, tôi xin bái phục. Thôi ta vào ăn đi, kẻo bát phở nguội mất. Thú thật cô và thiếu quý đây, khi tôi nuốt xong bát phở tái nạm gầu giòn này, tôi sẽ quên mất cả nỗi buồn vui đời lính. Mọi người cười vui vẻ. Tôi đến câu lạc bộ sĩ quan của trường có vẻ tưng bừng náo nhiệt lạ, kèn trống in ỏi, đèn đốt thắp sáng choang, hoa đủ màu đủ sắc được dâng khắp nơi, người ra kẻ vào trộn rịp như hội chợ. Có sống những phút cực khổ đến mức hết chịu đựng nổi mới thấy những phút này thật huy hoàng tráng lệ, như cô thông nữ quê mùa lần đầu được vào đền vua. Mọi người đã lột xác khóa sinh, thôi thì chuyện nổ như bắp rang. Hết rồi thời kỳ hết đất nhảy xổm, hết rồi thời gian phải nghe tiếng còi ác ôn rít lên lúc 4 giờ sáng khi bên ngoài mưa lạnh lả tả rơi trên mái hiên. Những bộ tri di khóa sinh biến mất để lộ ra những ông đại quý, trung quý, thiếu quý, thượng sĩ, trung sĩ đủ các ngành, đủ các binh chủng, thủy quân lục chiến nhảy dù biệt động quân, các dấu hiệu sư đoàn 1, 5, 7, 21, 22, 23, cùng với những dây biểu chương màu anh dũng bội tinh, quân công bội tinh, hoặc đỏ ói, biểu dương bảo quốc của những anh lính nhảy dù. Các huấn luyện viên có vẻ thèm thuồng những hàng huy chương đủ màu sắc ghim chi chít trên túi áo. Có người thật thà hỏi từng huy chương một, từng trận đánh. Tất cả có vẻ hòa hợp đầm ấm trong mối tình huynh đệ chi binh. Linh lôi ra cặp loan vàng đã ngả màu xanh mốc, chàng chùi kỹ lưỡng, mua dầu đánh bóng từ chiều đến tối. Bỗng thấy nó tra bạc, hốt hoảng chạy nhanh ra phố mua cặp loan khác, sợ rằng bị ở lại khóa học nữa thì khốn. Tất cả khóa sinh đều diện kẽn cho một buổi tối mà nguồn tin hành lang thổi rất nhanh là bác sĩ Đá đã bay về Sài Gòn, mời mấy cô ca sĩ thượng thẳng như Thanh Thúy, Phương Dung, Trúc Mai, Thanh Lan, Minh Hiếu, Hoàng Quanh, Hà Thanh, có kẻ đồng, có cả ban nhạc Thăng Long, ban AVT,
vũ bộ Lý Cẩm Bình, Cẩm Hương gì đó. Tên càng đồng nhiều, mọi người càng nôn nao muốn thấy mặt Sài Gòn qua các cô ca sĩ tuyệt đẹp và trẻ trung kia. Biệt động quân số 6 tuyên bố quang lên là chàng ta có quen và mời được Duy Khánh, Hồng Cường, Việt Ấn đến nữa. Biệt động quân số 28 khoe ầm lên là thân với Trần Văn Trạch, Tùng Lâm, Tiểu Phi, Thoàn 7C. Biệt động quân số 35 khoe biết rõ Thanh Nga, hồi còn Thanh Nga đi học, anh ta xe với Ba Vân, Năm Châu, Bảy Cối, Tư Bé. Ai cũng buồn cười khi thấy mặt anh ta còn non choẹt, dáng hàng con cháu của mấy vị lão thành trong hàng cải lương mà làm như già 50 tuổi. Linh Cáo Tiết nói, sao cậu không xe luôn với cô Phùng Há hay Phước Trọt luôn thế? Nè, tất cả yên lặng nghe ta tuyên bố đây, cam đoan mấy vị chắc phải phục tài mỏ ngay. Mấy cậu mời thế mà đã dội khoe ầm lên, ăn thua chi mà lên mặt làm tàn. Tớ thì phải biết, tớ mời tới 4 người thôi mà các cô cậu phải té sắp chết giấc ngay. Mọi người nhao nhao hỏi, vậy chứ đại quý mời được ai, nói nghe qua. Đại quý cái con khỉ, bộ trong giờ làm việc trăng chú mi dội xưng hô danh tánh số quân cùng cấp bậc. Nè, tất cả yên lặng và đứng cho vững kẻo té sấp. Mỏ quen thứ nhất là cái ông có tên Ngô Đình Diệm nè, thứ nhì là ông cố vấn Ngô Đình Nhu, thứ ba là bà Phàn Lê Quê, quên bà cố. Và thứ tư thì vợ sắp cưới, tức cô Ngô Đình Lệ Thủy, xếp của bọn thanh nữ đấy. Ê trời, coi chừng, ẩu liều, bạo phổi, ở tù trong xương, mặc dù biết thì to có đừng ở lại học thêm năm khóa nữa. Mọi người nhao lên mỗi câu khiến Linh Thích Chí cười nắc nẻ. Thấy đám khóa sinh lột xác cười to vì sĩ quan kỷ luật mang đến đều xóa tan mọi oán hờn. Nhưng bọn họ im ngay và tản đi mỗi người mỗi ngã, khiến mặt thiếu quý bồn so trong thảm não tệ. Linh liếc mắt thương hại đến nỗi vỗ vai kéo anh ta vào câu lạc bộ chuyện trò thân mật. Quả thật, có Thanh Thúy bước xuống xe lộng lẫy như một bà hoàng trong chiếc áo bông trắng kiểu đắt tiền nhất, lóng lánh trên ngực nàng những chuỗi hạt kim cương. Trong Thúy ốm nhiều vì quá lao lực của kiếp cầm ca, mặc dù điểm son hồng đôi mắt thâm quần của nàng như chứa đựng cả một trời thu buồn mang mát, Thanh Thúy đi vào giữa những tràng pháo tay và tiếng reo hò bầy quỷ vừa lột xác. Biệt động quân số 86 kề tai nói nhỏ với Linh bằng một giọng đặc miền Trung. Cô nàng đẹp quá tê, đẹp nhất buổi dạ hội ni, cỏ mà quen được với o thì sụn biết mấy. Linh nhìn nàng, chàng công nhận anh bạn miền Trung nói đúng mà sai. Đúng là quả thật Thanh Thúy là nữ hoàng dạ hội đêm nay. Sai vì có lẽ đám khóa sinh này đã lâu quá sống khổ cực mà không thấy được bóng dáng đàn bà đẹp, nên chi bóng thấy một giai nhân tuyệt đẹp hiện ra giữa khung cảnh u tối của núi rừng mà cho đó là giấc mơ chăng. Linh quay sang biệt động quân số 35 hỏi, ê, còn em bé Thanh Nga của cậu đâu? Anh ta tiêu nghỉu. Thôi, cậu đừng có đùa, đừng nên dẫm lên các đau khổ của người khác. Quay sang biệt động quân số 70, Linh hỏi, ê, còn Phương Dung của cậu đâu? Biệt động quân 70 gãi đầu nói bướng. hả, mình đã đánh điện tính dặn dò kỹ càng rồi mà cũng không chịu đến. Gái Gò Công có khác, phải đợi mình đến lại ba lại bà mới chịu dời gót ngọc, khẩu thiệt. Còn biệt động quân 180, thế nào, em bé Minh Hiếu mà cậu từng quan quan cái mồm là tại cậu bỏ cô ta, đến nỗi cô ta buồn bực đâm ra tự tử dạo nào sao không thấy đến. Biệt động quân 180 vò đầu vò cổ nói, lại giận nhau nữa rồi, khổ lắm nói mãi. Quay sang biệt động quân số 82 lên hất hàm. Còn cậu, Trúc Mai của cậu thế nào, vẫn ở Thủ Đức chứ? Cậu đã từng khoe là chính cậu hướng dẫn nàng đầu tiên đến Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ở Thủ Đức. Nhờ thấy nàng mới bắt đầu nổi danh là chim quả mi lả lướt nhất thủ đô, sao cậu không giỏi đến mời qua? Biệt động quân 82 làm vẻ mặt đau khổ thở dài tiếc rẻ. Ê, nàng bỏ tao đi lấy chồng rồi, từ ngày ấy tao buồn trầu rỉ râu ria ra rậm rạp, chồng nàng là một cụ đại quý, bi trừ anh ta xin giải ngũ làm thương mãi giàu sụ. Mọi người phá lên cười rủ rượi, vì lúc buồn anh em kể chuyện tào lao chơi, chứ thật ra chẳng vị nào biết rõ mặt mũi các cô ca sĩ nổi tiếng một thời bao giờ cả. Có chăng là các vị ngồi trên đỉnh núi, ban đêm mở radio nghe giọng ca họa mi, mà tưởng tượng ra gương mặt thế này, gương mặt thế kia thôi, chứ có bao giờ được hân hạnh về thủ đô mà chiêm ngưỡng dung nhan các nàng. Đến phiên các cậu hỏi vặn lại Linh, ê còn cậu, vợ cậu đâu, còn hai ông nhạc bà nhạc sao không thấy đến? Linh nghiêm giọng nói có vẻ bí mật. Nói kẻ chứ, các cậu nói to tai dách mạch trừng, có chậu đi thăm Diêm Chúa, vợ ta đang bận công tác bắn súng và huấn luyện thanh nữ Cộng Hòa đấy, chứ có rảnh rang mà đi bác phố như các cậu đâu. Tất cả có dịp rủ ra cười có tiếng nói, hey, đúng là thằng liều, ở lại học thêm năm khóa nữa mới xứng đáng cái tội phạm thượng.
Linh nghe nói vậy e ngại. Nói chơi vậy cho vui chứ mấy bồ giữ kín tiếng giùm, kéo nói ra chắc ta còn có nước lên xứ thượng mà ở. Mấy ông bạn nhau lên. Mai phải đãi chúng tới một chầu phở trước khi lên đường chia tay, bọn tớ mới chịu im cho. Ok, ok. Vừa lúc đó tiếng nhạc trỗi lên, các ca sĩ lần lượt lên sân khấu, gieo tiếng hát của mình xoa dịu những tâm hồn cô quạnh, tận những đồi núi bao la bát ngát, tận những linh hồn cằn cỗi vì gió bụi phong sương. Đi ngang Thanh Thúy lên khẽ gật đầu chào nàng, nhoẻn miệng cười. Chào chị vẫn khỏe chứ? Dạo này thấy chị gầy đi nhiều, chị còn nhớ em không? Chào anh, cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. À, xin lỗi anh, tôi đã gặp anh ở đâu nhỉ? Linh mỉm cười đáp. À, mọi nẻo đường của đất nước, tôi gặp chị luôn mà chị không biết đấy chứ. Thanh Thúy có vẻ suy nghĩ, xem chừng nàng cố môi trong ốc. Hình ảnh thằng cha kỳ quái này đã gặp nàng ở đâu mà dám nói bướng thế, không sợ chồng người ta ghen à. Linh tiếp. Có gì lạ, mỗi lần trên đỉnh núi Công Tâm hay ở miền Cà Mau hay ở Ba Lòng Quảng Trị mà em mở radio là em nghe chị ca nở nụ khiến em nhớ nhà ghê, tức là em gặp chị rồi đó. Thanh Thúy cười không đáp. Linh hỏi tiếp. Nghe người ta đồn rằng chị sắp núp dưới một bóng cây tùng nào trồng ở Đà Nẵng phải không chị? Nói đúng ra là con chim đại bàng quạt cánh đổ trên Ngũ Hành Sơn phải không chị? Thúy cười, nụ cười tươi nhất của nàng, lắc đầu đáp. Quả thật các anh đa sự tò mò quá. Linh thích thú cười hí hí bỏ đi sau khi không quên chúc bà ta Loan Phụng hòa minh và Sắc Cầm hòa hiệp với chàng trai trẻ nào có tài số dách ở Đà Nẵng. Đêm dần tàn, cũng như tiếng cười nó bắt đầu rời rạc, đồng thời các món ăn trên bàn chỉ còn trơ lại những chiếc xương gà khẳng khiu. Mọi người có vẻ hài lòng về đêm dạ hội chia tay này. Đại tá chỉ huy trưởng trường đứng lên tuyên bố bế mạc cuộc vui. Xe cộ trầm trộ nổ máy, phút chốc quang cảnh câu lạc bộ lại buồn tên hơn lúc nào hết, khi máy điện đã ngừng và trăng non bắt đầu ló trên đỉnh núi xa mờ. Mưa rơi lác đác, mây sầu hận, những giọt mưa rơi tí tách trên mái tôn đồng Trung An khiến Linh càng thêm chán nản cho tình trạng đất nước. Xa tiếng vang rền của trọng pháo 155 ly vẫn dội đều lại như nhắc nhở chàng, chiến tranh vẫn còn kéo dài mãi, dài lê thê trên 20 năm trời tan tóc cho người dân Việt vô phúc. Từ làng xa bốc khói, khói trắng, khói đen như những cái nấm tỏa lên trong sương mờ. Không phải khói lam chiều mơ mộng của túp liều tranh với những mảnh tim vàng, nhưng khói lửa của chiến tranh điêu tàn, nặc mùi tử thần tan tóc. Linh mở đài vô tuyến, tiếng nói của bà cố vấn Ngô Đình Nhu tức Trần Lệ Xuân, phu nhân của ông cố vấn chính trị tối cao của phụ tổng thống vẫn quang quang trong máy, giọng bà hậm hực. Chúng ta không cần sự giúp đỡ của bọn Mỹ. Chúng ta khắc khổ tự lực cánh sinh, chúng ta sẽ tiêu diệt thẳng tay bọn phá rối trị an núp dưới những bộ áo cà sa, chúng ta không sợ dư luận. Toàn là những lời đanh thép, chúng ta này, chúng ta nọ. Quái lạ, nếu vậy mấy ông nhà tu đã làm rối loạn chăng, vô lý quá. Anh em binh sĩ Phật tử hoang mang, dè dặt liếc nhìn nhau, nghẹn ngào lẫn sợ hãi. Tinh thần binh sĩ sao động mãnh liệt, cấp chỉ huy than thở. Nếu sự thật đã có vụ đàn áp Phật giáo thì thật rắc rối, tại sao họ lại làm thế? Binh sĩ còn đâu tinh thần chống cộng thì đánh đấm gì được với bọn cộng sản vô thần nữa chứ. Không kéo bọn Việt Cộng lợi dụng cơ hội tốt trong khi binh sĩ ta hoang mang để thủ giai ngư ông đắc lợi. Linh nhìn Tuệ Khâm, Sang và Ninh, những sĩ quan tham mưu của đơn vị chàng mà thở dài. Thật ra lòng Linh cũng đang hoang mang vô cùng. Những tin tức từ hậu phương dồn dập gửi về tiền tuyến, những vụ đàn áp dã man, anh em Phật tử ngoại Huế thiết giáp càn quét dân chúng tại đài phát thanh Huế nhân ngày lễ Phật đản 63. Kế tiếp tại Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, Ni Cô Tăng Đồ bị mật vụ bắt bớ, phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến Sài Gòn điều tra, ngoài tiền tuyến Việt Cộng tăng gia tấn công, không đêm nào mà Linh và bộ tham mưu bé nhỏ của chàng ngủ trước 3 giờ sáng. Quả thật chưa bao giờ đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta lâm vào tình trạng đen tối đến thế. Chưa biết sự thật ra thế nào, nhưng nghe việc đàn áp tôn giáo khiến máu nóng trong người Linh bừng lên căm thù. Linh không phải là người Phật tử. Chàng tự hỏi thế thì mình đánh giặc cho ai đây? Có phải do một nhóm người, một gia đình cổ hủ hay cho quốc gia dân tộc? Có người bàn,
Muốn biết sự thật tình hình rối rắm ở hậu phương như thế nào, mời đại quý cứ soi đài BBC London hay đài Voa Hoa Kỳ thì rõ những tin tức rất vô tư liên quan đến nội tình Việt Nam. Linh vội soi đài BBC, tiếng vọng từ chân trời Tây Phương, đem lại những tin tức mới lạ khác hẳn với những tin tức do đài Sài Gòn phát thanh. Linh bỗng thấy thích thú về sự khám phá mới mẻ ấy. Có tiếng nói, xin đại quý lưu ý có lệnh cấm chúng ta nghe đài ngoại quốc đấy. Lạ nhỉ, Linh sừng sầu kể lại vì chàng rất nóng tính và lòng dạ thẳng như chuột ngựa. Khi bị một áp lực nào chi phối, tại sao lại cấm? Có điều gì bí ẩn chăng? Chàng phải khám phá ra sự thật mới được. Tỉnh bơ, Linh và các sĩ quan tham mưu tiếp tục nghe nốt phần phát thanh. Trời ngã về chiều, quang cảnh càng thêm âm u, ảm đạm, hòa hợp với lòng của Linh lúc bấy giờ. Hàng bao câu hỏi và thắc mắc được nêu ra. Ở đồng chán quá, ước gì mình được bay về Sài Gòn tìm ra sự thật đỡ thắc mắc biết bao. Chàng tắt radio, ngồi dựa lưng vào vách tre tiếp tục đọc nốt quyển truyện dài Tây Thái Hậu Từ Hy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc Linh, một sự so sánh nảy ra. Khi Linh đọc đến đoạn Tây Thái Hậu, khi nhắm mắt đã thốt ra một câu nói lịch sử trước mặt trầu thần. Đừng bao giờ đem một quốc gia đặt vào tay một người đàn bà cả. Linh mỉm cười nhìn lên bản đồ chi chít những kim xanh vàng đỏ, chỉ những mục tiêu bạn và địch. Chàng kính đáo liếc xung quanh trời về đêm bên những ngọn đèn dầu leo lét, các sĩ quan rỗi rảnh công việc đang quay quần xung quanh bộ domino, tiếng Trác hét to, giết bò lục triệt, hai điểm tôi ăn tất cả, toàn thắng ác vậy ta, ha ha. Khâm Trịnh trọng lực con bò trỏng lên, ê đừng có mừng dội bồ, không điểm đành. Tất cả cười rộ lên cười vào mũi Trác, anh ta đang từ trạng thái sung sướng tận mây xanh bỗng ngạc nhiên há hốc mồm ra và dần dần xịu như bánh xe xì lốp. Linh mỉm cười mở sách đọc lại đoạn cuối truyện, đừng bao giờ đem một quốc gia đặt vào tay một người đàn bà cả. Các khanh nên nhớ lấy điều đó làm trọng, cuộc đời của ta đã là một bài học quá đắt. Tây Thái Hậu tức Từ Hy Thái Hậu, một xuân lan của thế kỷ 18 rạng 19, một nữ hoàng đã dùng mọi mưu mô mánh khóe độc ác để chiếm những gì mơ ước, một nữ hoàng cuối cùng của triều đại Trung Hoa đã làm điên đảo quốc gia vĩ đại này suốt 45 năm trị vì. Tây Thái Hậu đã dùng thủ đoạn đoạt ngôi chính phi với người chị ruột tức Đông Thái Hậu Từ An, và sau cùng giang tay giết chị mình để đoạt chiếc ngai vàng. Vua Hàm Phong của nhà Mãn Thanh đã vì tánh dâm đảng của Thái hậu Xuân Lan tức Từ Hy mà phải chết sớm vì bất lực. Tể tướng Phong Lữ, người anh bà con của Thái hậu từ một Ngự Long quân, được Thái hậu cất nhắc lên chức tể tướng của một quốc gia chỉ vì chàng là người yêu của Thái hậu để dễ dàng thông dâm với nàng trong cung cấm. Cung Thân Vương và Âu Đức Hải, hai người đã có công lớn giúp nàng đoạt ngôi báo của Hàm Phong chống lại bọn tể tướng phản loạn tranh giành ngôi báo, mà rốt cuộc vẫn bị nghi ngờ đầy ải nơi biên thùy xa xăm. Vua Đồng Trị, con riêng của nàng với Phong Lữ cũng bị nàng giết đi chỉ vì nàng ghen tình mẫu tử bị phai lạc khi Đồng Trị cùng Thái Phi Kim Cúc âu yếm nhau mặn nồng trong tình nghĩa vợ chồng mà quên hẳn nàng. Rốt cuộc Thái Phi Kim Cúc vẫn bị nàng thanh toán nốt. Vua Quang Tự cháu nàng cũng bị nàng dùng độc dược cho áo khẩu và cắt nhượng chân. Chỉ vì Quang Tự có óc tân tiến, muốn lập đội hải quân hùng hậu cho Trung Quốc theo kịp đà tiến bộ của Đức, Pháp, Nhật. Tiền để giành lập đội hải quân được Từ Hy dùng vào việc xây dựng cung Di Hòa Viên. Mồ hôi, máu xương của dân chúng chảy thành sông, chất thành núi cũng vì Thái Hậu quá tin dùng bọn Đoan Vương, Thái giám Lý Liên Anh, bọn Nghĩa Hòa Đoàn. Thái Phi Chân Phi, vợ vua Quang Tự bị nàng thủ tiêu chỉ vì nàng nghi ngờ Chân Phi xúi vua theo đảng Duy Tân Bảo Hoàng. Với lý do bày trừ nạn hút sách Á Phiện, sản phẩm đầu độc do bọn Anh quốc mang đến, Từ Hy Thái Hậu đã ra lệnh chém đầu những ai là đệ tử Phù Dung đi mây về gió. Trên tỉnh Trường Giang, nhất là tại Pháp Trường Nam Kinh, trong mấy tay chém tù thiện nghệ có tên Chu Thanh, mỗi ngày chém hàng trăm người ngọt như chém củ chuối. Thế mà chính lão ta lúc chém nhanh đầu người để lấy lòng quan trấn thủ Trần Quân, lại để rơi ra bộ xe lọ làm bằng đèn Á Phiện trong túi y. Buồn cười hơn nữa là Từ Hy Thái Hậu lại là một tay thiện nghệ về hút sách. Đọc truyện xưa nhìn lại đời nay, ôn cố tri tân, Linh bỗng mỉm cười, thì ra lịch sử là một sự tái diễn không ngừng, một màn hài bi kịch luân phiên mà các diễn viên xưa nay vẫn là có tài tái diễn thần tình. Phải chăng bà cố là hiện thân của Tây Thái Hậu, phải chăng ông cố là hiện thân của Chu Thanh, phải chăng bọn mật vụ là hiện thân của bọn Nghĩa Hòa Đoàn?
Linh xếp sách lại, buồn. Chàng ví mình như Lý Hồng Chương, một tướng trẻ dưới triều đại của Tây Thái Hậu, chỉ biết chiến đấu cho quốc gia dân tộc, mà không biết cách xua nịnh bợ đỡ, không chịu làm tôi cho một người đàn bà. Hậu quả là trọn đời phải lận đận ngoài biên cương, chỉ vì tính tình cương trực, dám nói lên sự thật và sự tồn vong của quốc gia. Hiện tại, Linh thấy mình còn bất lực, hèn nhát hơn cả Lý Hồng Chương, không phải vì chàng là một sĩ quan quá bé, nhưng tại chàng không đủ can đảm nói lên sự thật như Lý Hồng Chương thuở trước. Nhìn bốn sĩ quan quay quần bên bộ domino, Linh thở dài ngao ngán, một ý tưởng thoáng qua. Không biết gương mặt của bà cố sau này có giống như lúc Trác bị đền con bò trỏng của Khâm không? Ý tưởng thoáng qua nhưng không dám phát biểu. Vì bọn mật vụ Gestapo đang lẫn lúc đâu đây, nói ra lúc này không đúng lúc đúng thời, khắc chi tự mình ký lấy bản án tử hình. Mình quá bé nhỏ để việc ấy cho các ông tướng lãnh, mà Linh chắc các vị ấy cũng đã thấy hiện tình đất nước bấp bênh và tinh thần binh sĩ sao động mãnh liệt rồi. Linh lại mỉm cười. Nụ cười mỗi khi Linh ngồi riêng, trẻ suy tư, Linh còn nhớ rõ cách đây không lâu, chàng bực tức một số người ăn trên ngồi trước thăng cấp vùng vục như diều gặp gió, mà chẳng bao giờ cầm quân dẫn một tiểu đoàn tác chiến là gì. Trong khi chàng đã xông vào làng tên mũi đạn hàng bao năm trời ròng rã, Linh đã ra lệnh cho cả tiểu đoàn của chàng cạo đầu đi tu hết. Thế rồi, bao tin tức bay về phủ tổng thống, thằng Linh làm loạn định âm mưu làm phản, đã ra lệnh cạo trọc đầu cả bọn. Một sĩ quan cao cấp mật vụ đến tận nơi điều tra, và Linh mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của vị sĩ quan đó khi Linh nói, không mà tôi có ý định cạo đầu dân tộc nguyện trung thành với Ngô Tổng thống đến chết đấy chứ. Trước lý lẽ quá vững chắc đầy xua nịnh cấp trên đến hết nấc, vị sĩ quan kia đành ra về, và đúng như dự tưởng của Linh. Linh chỉ bị thượng cấp của chàng phạt tượng trưng 20 ngày trọng cấm vì tội bất tuân kỷ luật quân đội, thoát nguy không đã bay đầu từ lâu. Linh lẩm bẩm, có lẽ rồi đây ông Diệm sẽ bị khốn đốn vì bà cố chẳng sai. Sáng hôm sau, nhân viên truyền tin hơ hải chạy đến trình Linh một công điện thượng khẩn, tưởng bọn Việt Cộng về phá xóm làng, nào dưới sự bảo trợ của Linh, chàng vội mở ra đọc, yêu cầu đại quý tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn X về trình diện bộ tư lệnh, ban an ninh quân đội gấp. Linh ngơ ngác lẩm bẩm lo lắng, bọn mẹ mình có nói hay có cử chỉ gì quá đáng chăng? Bọn mật vụ này hay thật, thế thì chả làm trò trống gì được. Chàng bực mình vào văn phòng soạn giấy tờ cần thiết, trung sĩ Kim nhìn chàng ngoài mặt hắn cố giữ vẻ tự nhiên, giả vờ ngơ ngác vòng vã hỏi, ủa, đại quý đi đâu gấp thế? Linh nhìn Kim không đáp, qua đôi mắt đầy vẻ trách móc của Linh, Kim không dám ngó thẳng chàng, tay mân mê tờ giấy trên bàn. Linh còn lạ gì Kim, một hạ sĩ quan mới được bổ sung đến, vì tội kém tác phong đạo đức hay chơi bời đĩ thỏa đánh bạc một cây. Nhưng với con mắt của một cấp chỉ huy trong nghề, Linh đoán biết Kim là nhân viên mật vụ được phụ tổng thống gửi đến theo dõi từng cử chỉ của chàng. Tuy thấy chàng cứ tỉnh bơ tin mình vô tội, khoác áo mơ lên xe Jeep. Xe cho qua lại bắn tung tóe vùng đỏ, đường đi lầy lội gặp mưa thêm lầy lội. Xin mời các bạn nghe tiếp tập thứ 5.